Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay mình quay cho bà con xem về cái mô hình trồng cà phê giống siêu xanh lục của anh Hoàng ở Kiến Đức, Đắk Nông á. Thì đây anh trồng có mô hình là gần 1.000 cây cà giống siêu xanh lục á. Thì hôm nay mình quay cho bà con xem về cái mô hình của anh để qua đây cho những bà con chúng ta mà ai mà trồng về giống cà phê này á, có thể tham khảo được cái mô hình và phương pháp trồng của anh. Thì qua vườn cà phê này anh trồng mới có 20 tháng thôi. Thì 20 tháng này mình quay cho bà con xem á, trái rất là sai và đều. Thì thật ra cái giống cà phê hiện tại ở trên thị trường chúng ta có hai giống mà được bà con chúng ta yêu chuộng nhất, đó là giống TR4 và giống siêu xanh lùng. Thì hai giống cà phê này hầu như bà con chúng ta yêu chuộng trồng rất là nhiều. Thì về cây cà phê là một trong những cái cây công nghiệp mà nó gắn bó với bà con chúng ta là từ xưa đến nay, nên chúng ta không thể nào mà bỏ rơi được cây cà phê. Thì qua đó thì chúng ta cái mô hình trồng sen giữa cây cà phê và cây ăn quả thì nó cũng đang phát triển thịnh hành nhất ở khu vực Tây Nguyên chúng ta. Thì cái vấn đề này thì mình chỉ quay và chia sẻ về cái những cái mô hình của bà con nông dân để cho mọi người, mọi bà con nông dân ở trên mọi vùng chúng ta thể tham khảo và có thể áp dụng vào những cái mô hình bà con có thể phân vân chúng ta nên trồng cây gì để chúng ta có được cái lợi nhuận. Vì có rất nhiều bà con thắc mắc là sau khi đất khai hoang không biết trồng cây gì, thì mỗi người, mỗi bà con chúng ta đều có một cái lựa chọn và một cái phát triển kinh tế riêng cho cái vườn của mình và cho cá nhân của mình. Thì mình chỉ quay để cái mục đích mình chia sẻ bà con. Có thể bà con nông dân thích trồng cây cà phê, có thể bà con thích trồng cây bơ, bà con thích trồng cây sầu riêng, bà con thích trồng cây ăn quả như là cam, bưởi, mãng cầu đó, vân vân. Nói chung là rất nhiều cây ăn quả để cho con chúng ta trồng vào đất chúng ta để cho nó hiệu quả và đạt năng suất cao. Thì cái giống mà siêu xanh lùng này á, con xem trái rất là sai và từ trong thân ra tới ngoài cành luôn, rất là dày. Thì đây mới có 20 tháng thôi và con xem á, thì công tác mà chăm sóc ở những cây cà phê mà giai đoạn trái như thế này thì con chủ yếu là phòng cho mình là rệp sáp rồi đó. Nói chung là về côn trùng á, đã cho tránh tình trạng bị rệp sáp rồi. Bệnh thì chúng ta phòng một số vậy bệnh trên nấm trên cây cà phê thôi. Thì với cây cà phê thì cái công tác mà chăm sóc phòng bệnh nó rất là đơn giản, nó không nhiều như những cây trồng khác, nên bà con cũng rất là đỡ phải lo về công tác mầm bệnh trên cà phê. Cái đó là cái mình chia sẻ riêng cho mỗi cái vườn nông dân. Thì cái clip này mình cũng quay ở vườn của anh Hòn. Thì sau như anh chia sẻ thì anh có trồng 4 mô hình là vườn cà phê nè, tiêu nè, chanh dây nè, sầu riêng nè, bơ nè. Thì anh trồng mỗi mô hình thì anh trồng thí điểm khoảng 1 đến 2 hết. Thì anh trồng mỗi mô hình này thì anh sẽ có thu được quanh năm. Thì anh đang ngắn nuôi dài. Thì anh cũng chia sẻ là anh trồng chanh dây á, thì anh lấy thu nhập đó để anh đầu tư những cây này, lấy những cây ngắn ngày để đầu tư những cây dài ngày. Thì cà phê mà 20 tháng như thế này nói chung là mình thấy cũng rất là hiệu quả và đạt rồi. Có xem á, thì trong cây cà phê á, mình cũng nói rồi, thì cái việc chăm sóc và công tác á, thu thọ nó rất là dài, nên là về cái giá thành thì nó cũng thay đổi theo năm, thì nó cũng không có mất mùa cho bà con chúng ta. Năm nào giá cũng dao động từ 37.000 đến 40.000, thì đó là cái giá trung bình của bà con chúng ta. Thì đặt cho quay lại vấn đề chính á, thì vẫn là cái vườn cà phê này. Thì công tác chúng ta xem để tất cả cây trồng ở bên trái cây để mũ lắc luôn quay cho bà con xem. Thì về vấn đề chăm sóc phòng bệnh thì mình nói ở trước rồi, thì đây mình quay lại cho bà con xem về những cái cà phê giống này nó đạt năng suất như thế nào. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, dạo này thì mình rất là bận nên không có làm clip được cho bà con xem, nên bà con cũng thông cảm với mình nha. Thì mình sẽ cố gắng hết sức để quay những video hay cho bà con xem về nông nghiệp và một số cây trồng chung để cho con ta có thời gian tham khảo, và bà con luôn ủng hộ mình với việc đăng ký kênh, theo dõi video của mình mới ra hàng ngày, hàng tuần. Thì dạo này công tác nó hơi chậm nên một số bà con cũng đón chờ về những clip mới. Thì đây là cây cà phê, thì mình sẽ quay tiếp cho bà con xem về đó là cây sầu riêng và các cái bộ cây sầu riêng khi mới trồng. Hay một số cây trồng khác như là cây vải, thì cũng rất nhiều cây trồng mà mình chưa có làm được clip mới cho bà con xem. Thì đây là toàn bộ vườn cà phê đó, bà con cứ đăng ký kênh và theo dõi nha. Xin cảm ơn bà con ạ.